phi nhung, quê ở tây phi nhung, ta đó hồ dân cường, ta đó hồ dân cường, không tới đây ủng hộ băng hồ dân cường, ta đó, quê ở tây phi nhung. Chị nghe thông tin ở đâu mà chị nghĩ rằng là Hồ Văn Cường là cái người tại vì là tôi thấy trong ở trên trên internet á, nên thành thử tôi ra đây là vì tôi quý mến ca sĩ Phi Nhung. Tôi biết rồi, nhưng mà ngoài này tôi không có dính líu. Tôi không dính líu trong đó, tôi biết đứng đây, ok? Freedom, nhưng mà tôi đứng ngoài này, tôi không có đứng trong đó, tôi biết rồi. Tôi không ra, tôi ở đây là tôi freedom. Là vì do nơi Hồ Văn Cường nhỏ dại nghe lời những người dụ dỗ. Nên thử bây giờ tôi đau lòng những đứa nhỏ. Mà tôi phải ra đây để mà tôi ủng hộ. Tôi tiễn đưa Phi Nhung về cửa Vĩnh Hằng. Cái đó mỗi người có mỗi cá nhân khác nhau. Với tôi là khác. Tôi không có nghệ sĩ nào mà tôi cũng không có nhóm nào hết. Tôi thương 23 em bé. Tôi phải lên tiếng như vậy bởi vì Phi Nhung là họ Phạm của tôi. Thank you.
xin cho được khóc một lần. Có tấm lòng bao la Phật, bàn tay thuyện nguyện phân cần, điệu ru phù sa sông nước, tình người bát ngát mênh mông. Hôm qua Sài Gòn đã khóc, khóc trời nghẹn nghẹn tiếc thương. Những con mồ côi của mẹ về đâu lạc lõng vô thường. Phi Nhung ca sĩ, nàng về bỏ lại quên đi đứa con cuối trời nấm ruột, bạn bè thân thuộc quá quay. Nàng mang tấm lòng của mình đi rồi còn lại giọng cắt, mắt buồn tiếng thương ngang ngắt, quấn quýt trầm hương lụa là. Thương nàng tài hoa phận bạc, cả đời vất vả đa đoan. Thương nàng thương thương quá đủ, xin cho được khóc một lần, xin cho được khóc một lần. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô